Hey, chào mọi người nha, đây cần thủ mình câu dính nè mọi người. Mình mới đây chưa câu trơn mà cần thủ dính nè, quá dữ à. Mình mới tới mà cần thủ câu dính rồi nè, đâu được coi. Wow, quá dữ quá dữ. Cái nửa kia các bạn. Cái này nuôi 3 năm nữa chứ ký gửi Ok. à. Thôi trời luôn. Tôi biết chú Ừ, làm gì mới á. mới là dính này ha. À, rồi. Rồi tới mình đi chỗ Rồi, khác mọi mày người mở ơi, cái chỗ này để nó cho vô kia mấy chiến đó. hữu mình câu đi. Thả cho nó con cá luôn đó. Nãy mình ghé đằng kia mấy chiến hữu mình câu đằng kia mọi người, mình lại chỗ cũ mọi người, chỗ ngày hôm qua mình bắt được mấy con này, nên đây mình chiến tiếp nha. Dòng bữa nay đây kiếm có con nào tắm nữa không, mới cho các bạn xem đã mắt nha. Mình vẫn chiến bằng con mồi giả này nữa các bạn, như cây đàn câu này thôi. Bây giờ mình câu con nhái giả không dính các bạn. Giờ mình còn có con nhái thiệt à. Mình câu coi nó dính không các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình kênh mình nha.
Buổi chiều này thất trận rồi các bạn ơi, dính được có con một của em mà mình bữa nay chết quất. Giờ này tối 5 giờ mấy rồi mình đã không được, không dính đây, có cá táp mình không dính. Thôi mình tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo mọi người. Mai rảnh câu tiếp rồi sẽ quay video cho các bạn xem nha. Rồi tạm biệt, chúc các bạn xem video vui vẻ nha.
nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.